Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Như thường lệ, chúng ta có rất nhiều tin hay cho nước Hoa Kỳ nói chung và cho Tổng thống Donald Trump nói riêng. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi có nhiều khán giả thắc mắc hỏi: Giáo sư Hà, sao nghe nói vấn đề tuyên thệ với quốc kỳ Hoa Kỳ với lại nền Cộng hòa của Hoa Kỳ thì câu tuyên thệ nó có giống như câu tuyên thệ của Tổng thống khi mà nhậm chức không? Thế thì thưa quý vị, hai cái nó khác nhau. Cái mà về tuyên thệ đối với quốc kỳ và đối với nền Cộng hòa của Hoa Kỳ cho một công dân như chúng ta thì nó rất phổ thông. Ngay từ hồi đi học ở tiểu học hay là ngay cả trung học, có những nơi người ta vẫn áp dụng. Và những cái cuộc lễ đại hội cho quần chúng, họ đều có dùng cái câu gọi là The Pledge Allegiance. Thì cái câu tuyên thệ nó như thế này: chúng ta hồi đi học tiểu học hay trung học ở lớp thầy giáo, trước khi mà vô lớp bắt đầu chương trình thì chúng ta phải đứng và hướng về lá quốc kỳ, bởi vì đúng luật mỗi một lớp học là phải có một lá quốc kỳ của Mỹ và thường thường để trên góc tường ở phía cao, và thầy cũng như trò là phải hướng về lá quốc kỳ và tay thì để bên phía quả tim thẳng thắn như thế này, và chúng ta đọc rằng I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Có nghĩa là tôi xin tuyên thệ trung thành với quốc kỳ cũng như nền Cộng hòa của Hiệp Chủng Quốc Mỹ, là một quốc gia dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Under God, cái câu mà under God mới là quan trọng. Không có một quốc gia là công dân mà ngày nào cũng phải tuyên thệ trung thành với một quốc gia, mà với sự quan phòng của Thiên Chúa. Indivisible, không thể phân chia. Do cái chữ divide, undivide tức là không thể chia rồi. Indivisible là cái tính tĩnh từ, là không thể phân chia. Chúng ta có thể dùng cái chữ gọi là bất khả phân. With liberty, với sự tự do. And justice for all, và công bình, đều có được luật pháp bảo vệ for all, cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta đọc ngắn lại đối với tiếng Việt là tôi xin tuyên thệ trung thành với quốc kỳ và nền Cộng hòa của Hiệp Chủng Quốc Mỹ, là một quốc gia dưới sự trong sự quan phòng của Thiên Chúa, bất khả phân, được tự do và công bằng cho mọi người. Tiếng Anh là I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Cho nên mọi công dân Hoa Kỳ đều phải tôn thờ Thiên Chúa, dù là Công giáo hay Tin lành hay Phật giáo hay là Bà Hai hay là Hồi giáo. Nhưng đối với Hoa Kỳ là một quốc gia dựa trên căn bản của niềm tin Thiên Chúa, cho nên mọi công dân đều phải tuyên thệ trung thành với quốc kỳ và nền Cộng hòa, nhưng mà phải tôn thờ Thiên Chúa, vì under God, dưới sự quan phòng của Thượng Đế, của Thiên Chúa. Vì thế mà cho nên những cái đồng tiền đều có cái chữ In God We Trust, dù là 1 cent, 5 cent, 10 cent, 25 cent, 1 đô la, bạc cắt hay là bạc giấy, đều có chữ In God We Trust.
Con xin phó thác trong tay cha. Mọi công dân Hoa Kỳ phải tôn thờ Thiên Chúa và tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Biết ơn Ngài đã cho nước Mỹ hợp nhất, tự do, bình đẳng. Lời thề này được các công dân Hoa Kỳ ngay từ thuở còn bé đi học đã phải học thuộc rồi. Trong đó chúng ta tuyên thệ các giới lãnh đạo thì người ta còn hơn chúng ta, là Thánh Kinh là cương lĩnh của chế độ Cộng hòa Hoa Kỳ. Hiến pháp và tu chính hiến pháp, Thiên Chúa sinh mọi người tự do và bình đẳng. Lãnh đạo nước Mỹ lấy Thánh Kinh làm người hướng dẫn, làm kim chỉ nam. Bởi vậy cho nên trong cái sinh hoạt hàng ngày, tiền bạc là huyết mạch của quốc gia, đều phải nhớ đến Thượng Đế. In God we trust. Khi chúng ta cầm đồng đô la trong tay, tức là chúng ta đang phó thác trong tay Chúa. Thiên Chúa là cội nguồn của trật tự thế giới. Trật tự để thế giới được bắt nguồn từ Thiên Chúa. Cho nên chúng ta mới có cái hội gọi là Illuminati. Ở trong cái tờ 1 đô la đều có. Rồi mới Hoa Kỳ, rồi mới tới nhân loại. Obama thì phá hoại, trở thành tội đồ của Mỹ Quốc. Bởi vì Obama lại đưa Hồi giáo làm kim chỉ nam cho nước Mỹ. Đó là một chuyện sai lầm. Cho nên chúng tôi đã có lần thưa với quý vị, bất cứ những người nào mà không tin vào Thiên Chúa không nên ở Hoa Kỳ, vì họ sẽ không tìm thấy hạnh phúc. Đi đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh Thiên Chúa. Ra ngoài đường chúng ta cũng thấy hình ảnh của Thiên Chúa. Cứ một con đường là phải có một, ít nhất một ngôi nhà thờ, dù là Tin Lành hay Công giáo hay Do Thái giáo, đều là nơi thờ tự Thiên Chúa. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy nhiều người lên Internet Cộng sản nằm vùng ở đây lên, họ xúc phạm đến Thiên Chúa. Không sao, những người đó họ sẽ lãnh hậu quả. Cho nên có nhiều người chọc tức Dương Đại Hải bảo giáo sư là phải đả kích với những thành phần đó. Tôi bảo không, họ lớn rồi, họ biết cái phải và cái trái. Nếu mà họ nghĩ rằng là họ không cần Thượng Đế, họ dưới đất họ rút ra, thì kệ họ. Họ cái gì của Caesar sẽ trả lại cho Caesar, còn cái gì của Thiên Chúa sẽ trả về cho Thiên Chúa. Thì những cái loại người đó nó không phải là người, chúng ta gọi nó là súc sanh. Và những loại súc sanh thì trước sau nó cũng sẽ uổng cái cuộc đời nó ở Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ này là một cái vinh dự mà cũng là một cái bổn phận. Vinh dự là vì chúng ta được ở một quốc gia tự do, hòa bình, độc lập, tự do, bình đẳng, rồi nhân bản, rồi mọi người đều no ấm. Đúng theo Cộng sản tuyên truyền, khuyến dụ những người nghèo, nếu đi theo Cộng sản không làm cũng có ăn. Nhưng mà suốt 80 năm nay thì người nghèo lại mặt dẹp, và cái người có tiền lại là cái đảng phái Cộng sản. Nó cai trị những dân nghèo, dân ngu để nó bóc lột và nó ăn trên ngồi chốc. Cho nên Cộng sản bị tiêu diệt. Quý vị thấy không? Mạnh như Liên Xô mà tiêu diệt tan thành mấy khói. Nữa là mấy anh Cộng sản nằm vùng ở đây là còn tay ngửa ra xin tiền đô la của Hoa Kỳ. Ở trong nước thì là ăn chặn, lấy đất của dân bán cho tàu cộng, đem gái bán cho tàu cộng để kiếm tiền. Cho nên họ đến Mỹ là một sai lầm. Mà họ sai lầm rồi thì con cái họ cũng mất đi, tương lai của họ mù mịt. Còn nếu họ biết nhận xét lý tưởng Thiên Chúa là tất cả, là đấng hằng sống, là đấng toàn năng, thì họ thành công, giàu sang phú quý. Tôi đưa bằng chứng. Hàng triệu người Việt Nam khi đến Mỹ tay trắng, mà nhất là năm 75, những người đến Mỹ lúc bây giờ hoàn toàn với tay trắng, đi di tản, Cộng sản chiếm nước, tài sản bỏ lại hết. Đến Mỹ là chỉ có một bộ quần áo trên người, trên răng dưới dép, mà rồi được Mỹ bao dưỡng, nuôi ăn, nuôi làm, nuôi học. Giờ này 5.000 con cháu của những người đến Mỹ năm 75 đang phục vụ dưới cờ của Hiệp Chủng Quốc Mỹ.
quân đội thì lên đến hàng tướng lãnh, hành chánh thì lên đến thứ trưởng. Thứ trưởng tư pháp chúng ta đã từng có rồi, và bây giờ lại đến hàng ngoại giao, lại có đến hàng đại sứ. Chỉ có tổng thống là chưa có thôi. Tương lai sẽ có. Bởi vì những cái người Việt Nam Cộng Hòa là những cái người tin vào Thiên Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng là ta là sự thật, ta là đường đi, ta là ánh sáng. Ai theo ta sẽ được sống đời đời. Rõ ràng. Thì chúng ta cứ sống như thế thôi, không cần phải học nhiều mất thì giờ. Bởi vì ông Khổng ông nói giờ chúng ta học, càng học thì càng ngu. Tại sao? Ông bảo là học hải vô nhai cần thị nại. Ông bảo cái biển học thì nó mênh mông. Cái chuyên cần của chúng ta là bến. Cho nên quý vị đừng ngạc nhiên tại sao con cháu của Việt Nam Cộng Hòa đến Mỹ từ năm 75, giờ này họ nên ông lên bà, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo sư, chém không hết. Nhưng mà 20-30 năm nay con cháu Cộng sản đến Mỹ, giờ này quý vị tìm được vài người, quý vị cho tôi tên tuổi đi, tôi ca tụng ở trên đài. Chưa có một tên nào làm sáng danh của dân Việt Nam. Nhưng mà con cháu Cộng Hòa quá đông. Con cháu của những người do Ngô Đình Diệm tạo nên quá đông. Rồi, chúng ta lại có một số khán giả hỏi nữa. Và giáo sư à, nghe nói về cái unit 8200 thì cái đó là cái gì? Thì tôi cũng phải cảm ơn ông Nam Sơn. Những cái bản tin này tôi nhận được của ông Nam Sơn hay lắm. Cái đơn vị 8200 là một cái đơn vị then chốt của cái ngành tình báo của Hoa Kỳ. Và hợp tác tình báo của Do Thái. Những cái binh sĩ trong cái đơn vị quân báo, cái đây là một loại quân báo, tình báo của quân đội, có cái trách nhiệm là phải sưu tập tất cả những tin tức tình báo và những cái sự hoạt động bí mật tình báo của đối phương có hại cho cái nền hòa bình, an ninh của Hoa Kỳ. Tin tức của cái đơn vị 8200 này được dùng bởi đơn vị Jahan Shabat, tức là đơn vị tình báo của Do Thái có cái tên là Mossad. Nếu Hoa Kỳ có CIA thì Do Thái có Mossad. Mà cái đơn vị tình báo Mossad hay lắm, có thể nói rằng nó hay hơn cả CIA Mỹ. CIA Mỹ thì lâu đời và hay nhưng mà nó bị cái tình trạng hủ hóa. Đấy, như bây giờ người giám đốc của CIA, Gina Hesper, có nhiều nguồn tin cho biết giờ này bà ta đang bị nhốt ở trại tù Guantanamo ở bên La Havana, thủ đô của Cuba. Là cái nơi mà đã từng nhốt 5-6 nghìn tên khủng bố Al-Qaeda, Mujahideen, khủng bố Hồi giáo ISIS. Thì giờ này chính phủ đã gia tăng biện pháp an ninh để nhốt những cái tên quan trọng đầu nậu tình báo của Hoa Kỳ mà theo giặc. Thì có nhiều nguồn tin cho biết Gina Hesper là một tên nhân viên cũ của Obama. Và suốt mấy năm nay làm việc ở bên London, rồi được Tổng thống Donald Trump đưa về giao cho chức vụ CIA. Nhưng mà y thị lại không làm việc theo cái chức vụ đòi hỏi, mà lại đi theo Obama, phản lại Tổng thống Donald Trump. Cho nên có nhiều nguồn tin cho biết trong cái kỳ vừa rồi, khi quân đội tình báo của quân đội Hoa Kỳ xâm nhập vào bộ tổng hành dinh CIA ở bên thành phố Frankfurt, thì có y thị ngồi ở đó điều khiển hệ thống Dominion. Và y thị đã bị bắt và bị thương, hiện nay đang nhốt ở Guantanamo để lấy cung. Và có nhiều nguồn tin của Mỹ là do Mossad của Do Thái cung cấp.
Cho nên cái đơn vị Mossad của Do Thái nó không bị mua chuộc, nó ái quốc. Vì vậy nó tạo ra nhiều cái thành tích không ai ngờ. Đơn vị về Bộ An ninh Tình báo của Mossad hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia Liên minh Âu Châu. Cái nhiệm vụ của đơn vị 8.200 này là bảo toàn vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và của đồng minh. Cho nên quý vị thấy trong cái tuần vừa rồi, Hoa Kỳ đã được cảnh cáo là cái công ty SolarWinds là một cái công ty phụ trách an ninh cho các bộ ngành của Hoa Kỳ, từ quốc phòng đến tài chính, đã bị tàu cộng xâm nhập, hacked. Và những cái tên hacker là những cái tên xâm nhập tình báo này của quốc tế, nhưng thật ra đó là của tàu cộng. Nó đã xâm nhập vào Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính, cho nên cơ quan Mossad đã cảnh cáo và yêu cầu Bộ Quốc phòng tắt ngay máy, không hoạt động ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ. Một tin tình báo tuyệt vời, một đồng minh không thể nào thiếu cho Hoa Kỳ. Cũng như là câu chuyện mà quý vị, chúng ta lại đi xa đời một tí, trong cái vụ giết cái tên giám đốc nguyên tử năng của Iran cách đây hơn 10 ngày, quý vị thấy cũng do Mossad điều khiển. Mà lần này Mossad còn tinh vi hơn, nằm ở Do Thái, kiểm soát vệ tinh gián điệp để trang bị một khẩu đại liên có gắn cái hệ thống vệ tinh nhận diện và bắn chết cái tên Mohsen của Iran cách 150 thước, không có người. Trong khi cái tên giám đốc nguyên tử này đi cả một phái đoàn 15 chiếc xe, 20-30 vệ sĩ, nhưng khi đến cái đoạn đường mà đã có phục kích của tình báo Mossad bằng một chiếc xe Nissan gắn khẩu đại liên và tạo ra những tiếng nổ làm cho tên phái đoàn của tên Mossad này tưởng là có tai nạn, cho nên dừng xe lại, y bước xuống và liền bị bắn chết tại chỗ. Xong rồi chiếc xe có khẩu đại liên cũng nổ tung, không còn bằng chứng. An ninh của Iran không tìm thấy một người nào ở trên đường mà ám sát đã xảy ra. Cho nên cái tình báo của Mossad này nó như là quỷ nhập thần là như thế. Chúng ta rất hãnh diện có nền tình báo của Mossad. Còn CIA, FBI đều bị mua chuộc. Từ Obama cho đến Hillary, cho đến tất cả những cái nội các của Obama, đến giờ này vẫn còn sót lại những cái tên hủ hóa làm hại đất nước Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.